Sẽ giới thiệu cho các anh em về một cái combo 4 tấc đôi. Combo rất là xịn ha. Đang sử dụng lo bát cực xịn ha. Bản mạch cực xịn ha. Lo chép cực xịn ha. Cặp mic cực xịn ha. Nói chung tám loại âm thanh là cực kỳ xịn ha. Lo bát ở đây là sử dụng con 85 từ 170 ha. Công suất là 350W, trở kháng 4 ohm ha. Âm thanh đỉnh cao luôn ha. Âm thanh cực kỳ đỉnh cao, bao mạch hai kênh reverb ha. Công suất khủng ha, 400W cộng 400W. Sử dụng hai bộ micro, 4 tay micro ha. Âm thanh cực kỳ đỉnh cao, EQ chống hú ha. Ok ha. Nói chung tóm lại bộ mạch cho âm thanh cực kỳ đỉnh cao. Xin hết ha. Sẽ giới thiệu cho các anh em.